Hôm nay rảnh, mới vừa dọn quán xong. Hôm nay live stream một lần nữa, quay lại cái cảnh shop cho mọi người coi. Hồ cá khủng long cá sai ba mấy, 35-40 quả long, con nữ hoàng nó sai 30, con này sai 30, rất là sung sung lắm luôn. Indo ba sọc khủng long bông, chuột trường giang, chuột sao, môi dịch hổ, cá mập nước ngọt mini, cá tra bạch tạng, cá lông gà, cá nhiêu Ấn Độ, cá chuột xanh, hổ bạc, cá mù ran Ấn Độ, cá khủng long hoàng đế, cá chuột rừng, đây con rùa mũi heo mập quá xá, hồ này tối quá, cái hồ này lóc hoa Việt, tối thui không quay được gì hết. Đây cái lóc nữ hoàng, lóc nữ hoàng, phi đao, các phi đao còn một con, còn đây là con lóc mắt kim châu, phổi, lóc thái. Abino trốn hết rồi. Ây da, con cá này con cá mèo điện. Cái mèo điện trốn hết rồi. Không có chỗ để. Nó giật mấy con cá kia chết hết trơn. Thử không dám cho nó ở chung với mấy con cá khác nữa. Bỏ riêng ở đây. Cá mèo điện. Tôm càng cua trốn chân, mày muối tiêu cây xanh đâu trốn chân chân không thấy, lóc mắt Nam Mỹ, này con hàng lóc mắt phải rồng, này lóc nữ hoàng, lóc nữ hoàng xe lớn, con kia nhảy hoài ta.
Rồi đây của em còn bao nhiêu đây thôi.